ba không biết gì hết trơn á. Sao không biết gì? Lúc ba không biết gì hết trơn. Chứ mầm non nó học được gì hơn mà biết. Xin mời. Cái khúc này nó mất tiêu rồi nè. Mà hôm nay ăn tôm hù nha mọi người. Ôi mẹ xin mua cho anh làm cái gì kìa. Mẹ xin mời ăn lớp đèn cho anh hai. Anh hai có kia làm chút chết đẹp ghê nha. Mới làm xong, mới dựng cái này xong. Ai đi ngang đá banh thôi rồi. Mọi người mỗi có cái, mỗi có cái đèn đẹp ghê người ta. Cho thằng cái con, cái con ít bên đây đâu. Dạ cho con xíu con lấy kiện. Lấy đi, lấy cho anh hai đi. Để lắm. Từ từ thôi. À, đi cái này nè, đi qua đây nè. Phải không? Con hai. Đèn con hai phải không? Đèn đấy con hai á. Mình lấy cho anh hai cái đèn. Phải không? Nào lại đây nè, lại đây cho sáng đó tới hôi à. Tối không thấy đường quay nè, không thấy gì hết, thấy con mắt ngồi không à? Thấy con mắt giống như cái đèn, bắt luôn đi cho sáng, cắm luôn. Bắt luôn mọi người, đúng rồi. Chừng mã nha. Bắt đi. Đâu có gì đâu mà con. Mau chơi. Anh em đang ngồi chơi tôm hù nha mọi người. Chơi tôm hù sớm. Này là đúng rồi chứ đâu có sớm. Hỏi anh hai chút chết đã ta. Ba đó. Ừ. Các bạn đánh cục đúng không? Em đánh cục mà. Em đánh cục. Ê, đánh cái đèn này chút chết nè mọi. Cái đèn kia không có chết. Ờ đèn sáng hả mà. Hai cho chỉ đèn sáng. Ê coi cánh cục anh chết chung. Em rút đèn đi chơi. Đã. Yeah, đèn cày đó bên. Đây là đèn truyền thống nè bây giờ. Đèn cày đó bên nè mọi người. Bây giờ mới đốt đèn truyền thống nè. Chuẩn bị nha, truyền chuẩn bị hả? Đèn nha. Đốt đèn đi, lên đèn đi. Coi chừng cháy. Con vịt này ra đó. Từ bóp rồi. Đây ơi, em kính cục cá rồi con sao. Chừng anh hai anh bóp này nè hư nè. Trời ơi, ăn trung thu cũng đem bánh cục ra nữa kìa. Cha ném cục ăn với. Anh chọc ăn bánh tôm hù nữa. Đó ăn tốt nhìn hả? Đây là muối, muối. Thấy không anh hai em dặn làm sao mà giỡn đây. Đèn kia không kìa con bé. Con bé con kìa. Này mới là đèn cổ xưa nè. Cẩn thận nha. Cẩn thận quá. Wow. Đó. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Mẹ thấy chứ con không thấy gì hết trơn á. Màu vàng, màu vàng. Để đâu đây? Xe chỗ nào đi được không? Xe chỗ này đi. Mẹ đeo kiến này đi, chứ con đeo hoài mệt quá. Con lấy kiến màu hồng anh đeo đi. Mà thấy bò. Được không, theo được không? Mèo. Nó rứt ra sao mà nó đứt. Chạy cho nó đâu. Nó dặn sao mà nó méo xẹo, sao nó mớp cái đó ra rồi. Tại nó bóp á. Con đem nước má nè. Rồi, một cái đèn truyền thống. Đèn này đèn có ai ta nè, chỉ thằng nè. Còn một cái đèn Pokemon nữa, lên đèn luôn nha. Sao mẹ không đốt mấy cây này cho con hỏi hết vô. Mọi sinh nhật đâu hỏi mọi. Để lên đèn xong rồi không hỏi. Trong hù cho mọi sinh nhật ra mọi bắt đèn lên cái kính cho đẹp đi mọi. Thôi đừng hỏi để sáng. Đeo còn đừng lái nha. Hỏi tới hùi. Mấy đứa nó chết mới đẹp, nó mở ra nữa nha. Thường rất khổ ra. Anh hai giống như hoàng thượng. Em là công chúa. Phải không? Em là công chúa hả? Em là công chúa. Cái đèn mon này nó hơi anh hai là hoàng tử. Rồi chết rồi. Bắt cái đèn đó được mọi. Nó cái đó nó không cháy đèn hả? Em bắt rồi. Rồi mà nó tái lù quá hả? Không thấy đường. Thì nó hết pin rồi. Dạ đi dạ đi dạ dạ. Anh hai nhé. Dữ. Ông ngoại cầm bánh ra luôn. Ông ngoại cầm bánh ra luôn. Dữ dội ai cũng có đèn chớp á. Bà ngoại có không? Bà ngoại chưa có nha. Chớp có chút à. Bà ngoại còn cái kiếm màu xanh lá cây kìa. Cho ngoại đeo luôn. Cái này ít chớp kìa mà. Cái đó nó hết pin hay sao?
Đèn hơi mon đẹp quá mọi người. Đâu cái mon? Hai cái cây em đâu cái mon? Đồng thâu đi, quay bánh đồng thâu đi. Bánh đồng thâu kìa. Ngoài này bánh đồng thâu ra. Đúng không? Đẹp đã cái cây này. Dữ. À, cậu ơi. Thấy không? Đẹp đã cái cây này. Con đẹp đó chứ ai. Mẹ đẹp, mẹ lên đẹp phải không? Dạ. Lên đạp đó thừa mùi. Cái này rắc đốt nó kháng quá ha. Ừ, nó đốt một cái. Dơm ơi. Chờ con nữa, tôi sợ đó. Wow. Tóc con rồi. Quá anh cục nữa phải không? Đèn hiện đại đâu. Đó, cái đèn đèn này với đèn ngôi sao rồi hấp ra con cá. Ủa sao cách không có ngôi sao mà mình không có đây cái này là bánh trung thu mà mỗi mỗi phải cầm mới được ngoài ngoại cho một bánh trung thu kìa mình cầm đi ba mẹ cái ngôi sao mà mình qua lấy ra hai ngôi sao nó đầy được luôn á ngôi sao nhỏ cái bánh chọc đó dạ dạ tao mẹ đeo đeo vô con mắt cho đeo lại đi cái này nó bị hư chọc sao phép mũi đâu đó đây đây hả con ngắn là sao hai mão đeo mũi ơi hai mão đeo nữa nè nè đen nè hai mão đeo cái mày ngôi sao nè cho ngoại cầm mày ngôi sao đi hai mão đeo 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 đèn nữa chịu đeo hả dữ hai mão đeo đèn chết dữ quá đẹp luôn em bắt cô cũng đèn chớp nữa nè ngoài cũng có đèn chớp nữa không á thì đèn chớp luôn các bạn ơi trời ơi sao bớt ngày hết trơn vậy sao ê đèn chiên không chớp đi kia con ha ai đẹp thay thay giả luôn rồi sao ai đẹp cây này giả luôn đừng hỏi đừng hỏi để cho sáng hỏi anh chi trung thu mọi người ơi ăn mình tết trung thu nha xanh là xanh dính như thô cái cây kia nó bị đốt cháy rồi đi ra đây mỗi hồi đàn cày quá trời luôn rồi trời ơi bắt con cầm ở tay gì vậy đây còn ba cầm chân cái đấy còn ba chưa phát sáng đó đây các bạn ơi đây cây phép Phật nha ê ông mày ơi cầm một cái trái này nó như trời chỉ mưa mưa găm găm hay gì á đây mới là chuyện chuyện hết mà bị cũ xưa rồi treo chưa để này đây đèn truyền thống cổ xưa kia mà bị rách nó chứ cho nó đẹp trai lên treo bên đây đi cho nó sáng bên đây treo đi cái đèn này sao nó lưu vậy cái đèn này nè trời ơi chói mắt quá phải cầm ra rồi bấm cho nó đựng chớp ngoài đeo cho mình dở dở quá cái gì thôi đây đây đừng có kiến khó lắm kiến mà không chịu luôn đeo đựng chớp bấm cái này mà bấm rồi đó mưa luôn quá đẹp quá mưa đi ở đây đi ra ngoài trung thu tết trung thu bị mưa các bạn ơi ngâm găm đèn này đẹp quá ở ngoài mưa chứ đã chưa mưa đau gì chưa hết thật nè mọi rồi đó cho đó đi cho cây đó nó có tung khô ấy cao ba cái cây đó có tôm mà à, cái hết thật mỏ bớt cái này nó không được đưa mỏ cầm cái cây này đi nè cái mỏ nè mỏ cầm cây hết thật đi kìa cái story của hai em mỏ đây là lồng đèn ngôi sao nha các bạn ngôi sao truyền thống mà hơi mình bị rách chút rồi nha đây lồng đèn năm rồi bị rách mượn cây này em mà cái vòng của mã đâu rồi rớt rồi hả đó nè hoa lan cái dòng này hết chết rồi à, xong
cái gì đó cơm hâu các bạn ơi. Ai mở cũng được. Nhà mình ăn kết cơm hâu nha.